这那俺就直接到买白菜嘞。到买那买没地了，这。Đây phải chặt là mấy cái đầu gọi là cái gốc ấy cho nó phẳng lại các bạn này. Đã không làm thì thôi, đã làm là phải làm cho nó đẹp và chuẩn chuẩn chu chỉnh chu luôn các bạn. Tiếp tục cho nốt mấy cái cây xà lên nha các bạn nha. Mấy cây này thì đã đo đặt chuẩn hết rồi. Lao tù gì à? Đấy, bây giờ cái khoảng này là cần có 4 cái cây xà như thế này các bạn này thì mới có thể chống đỡ được mấy cái tấm ván ép được. Khoảng cũng khá là xa, chắc phải hai lập cái trần chắc cũng phải hai tấm quá, hai hàng nhé. Đây các bạn nhé, do là cái cột có không có thẳng ấy, nó bị gồ ghề nên là anh thợ làm này phải bào luôn cái cột để lấy cái mặt phẳng cho cái cột luôn nữa kìa, chứ không là không có ghép được cái tấm này. Tại cái tấm này là cái tấm cuối cùng rồi này, các bạn nhìn thấy cái phần bên dưới nó rộng hơn cái phần bên trên không? Đó, kín mít luôn nha. Đấy. Bây giờ thì có mà không có vào được nhà luôn. Đấy, các bạn nhìn không? Bây giờ là so với cái vách cũ thì hở rất là nhỏ luôn. Cái khe hở này nó chỉ to bằng một cái lá thôi các bạn ơi. Thật sự nó rất là nhỏ luôn, không có to. Chứ lúc đầu mình chưa làm nó hở to bằng hai ngón tay này các bạn này. Người ta dùng tay người ta móc, người ta kéo giật là mấy cái tấm ván này là ra hết luôn ạ. Nhưng bây giờ không có ra được. Bây giờ là kín mít và đóng đinh chặt luôn vào ở mấy cái cây xà ngang rồi. Sẽ đảm bảo an toàn và vững chắc cho nhà anh Lử luôn. Bây giờ đã hoàn tất xong cái giang đầu tiên nhé. Thì buổi sáng nay có lẽ là cũng chỉ hoàn tất cái giang này thôi. Bây giờ đã là 12 giờ hơn rồi. Chắc là các anh cũng chuẩn bị rửa chân tay để ngủ nghỉ ăn trưa. Rồi buổi chiều tiếp tục các bạn nhé. Bây giờ thì mình cũng xin khép lại video buổi sáng ngày hôm nay tại đây. Cảm ơn tất cả cô bác anh chị và các bạn. Cảm ơn cô bác anh chị và các bạn đã luôn đồng hành và theo dõi video. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở một video tiếp theo nhé. Nhìn thấy chưa à? Làm thế nó mới chắc. Bây giờ là phải đặt cái thanh này để mà nâng cao cái trần nhà lên. Cái trần nhà thì hơi thấp nên là đóng cái thanh này lên để nâng mấy cái cây xà ngang các bạn nhé. Chơi hẳn đinh 10 vào cái thanh xà kia luôn.
sao lô lô thế này, rất là mềm mà. Trong bé thuốc của mình thấu đó. Trong kia cũng phải cho một kề bên trong. Để kê cho nó cao bằng nhau ấy. Cho cái này vào đi, vào một bàn buổi chiều nay thì cũng gần xong nốt cái giang bên này nữa rồi. Để sáng nay thì xong cái bước bên này nhá. Thì những cái lỗ hở này các bạn nhìn thấy cũng khá là nhỏ thôi. Đây, còn không to bằng cái que đũa này. Hở nhỏ lắm, dù cố gắng làm phẳng đến mấy thì vẫn hở các bạn ạ, nhưng mà không có hở to bằng lúc trước, kín đáo hơn. Đo xong đi cắt ở ngoài về là mình mang về lắp luôn. Chị nhăn đâu à? Đẩy sổ dưới gác, cắt ra. Cái thịt xăng này, cắt cái kìm không nhở? Ai thì sắp tỉa, tôi xua ai à? Và bây giờ sẽ thành nhấc cái trần bên này các bạn nhá, nhấc cái này xong rồi kê thêm cái cây để các bạn này, cái cây này này kê giống cái cây ngoài kia đó, chống cao lên, chống cho cao lên thì mới có thể được, khá là nặng đấy. Sốt tảnh nã chưa? Sốt lau xin mày sẽ phải cậy luôn cái tấm này ra các bạn ạ. Cái tấm này thì có cái bản điện này. Nổi cái đèn nick á. Chị đã
Dạ học cảm ơn tỉnh ra. Ủa cho một cảnh nha. Thì anh chị. Một cảnh. Một đầu kia rồi. Một đầu. Một đầu kia nhưng mà tí là không cẩn thận. Thì mẹ mẹ. Nhớ mình thì ta không tin. Tôi thích chân. Một dưới con lồng tẻo xe. Chân dưới con lồng. Ngã rộp đấy, ngã rộp. Đó. Đây cây cây mà kê này thì cũng hơi hơi cao. Đó. Chứ chưa. Hả? Ờ. Đi vô. Ồ. Ờ tuần trên này nó vào lò xoài à. Tuần trên này nó vào lò xoài nên cài rồi nè. Đấy, phải kê kê cao như thế này này. Mình bới tay chưa tới cái trần nhà đây, bàn mình bới còn chưa tới cái trần nhà đây. Cho cá cá sọ. Hơi dài hơi dài. Nãy không đo rồi. Đo. Thôi hạ xuống đi, hạ xuống mà cắt đã. Cảnh ấy cùng làm thôi. Vạch vào đấy luôn, vạch vào đấy luôn. Cùng làm không vào thì nó không vừa đâu. Sao? Cái cột nhà nó bị cong rồi. Mình cắt ra thì nó lại không vừa. Đấy thì mình cắt thêm một tí đi. Cái xà này thôi là mình giải cái xà kia này mình cho vắn lên là mình giải được tấm lập cái này rồi. Hơi dài nên phải cắt các bạn này, cắt đi một chút đã. Tăng dây nó để không thì nó à, thế thì chịu không. Không rồi. Tuấn Nhân này nó còn phải nó lại. Anh cáo thì nó à, chỉ rất là bụi luôn các bạn này. Đây cái ngăn thứ hai thì cũng đã gần xong, còn một tấm nữa thôi. Rất là mới và kín luôn nha. Cái khe hở thì rất là nhỏ thôi, không có hở to như lúc đầu nữa. Làm xong thì ngôi nhà có vẻ là sáng sủa và kín đáo. Thật là bệnh giờ này hoa lưu rõ đó. Xì này. Thế bây giờ là cho cái cây này nhỉ? Kè bên dưới là cao lắm này. Cái này như vậy cần thiết chỉ có đính 7 thôi, đính 10 nó dày quá. Nếu mà cái tay xả là xả tay rồi. Bây giờ cho tìm cái gì? Thùng me ra. Thì xem là trong cái đống mục cư này có thấy không? Đây các bạn ạ. Cái này á? Đúng rồi, mình phải theo cái xả dưới này này. Cái xả này tính tôi thay cái này mà. Và bây giờ đã cho hết mấy cái cây xà lên rồi.
lúc đầu thì cho lên nhưng mà không có mấy cái, không có cái thanh kè bên dưới này thì hơi thấp nên là anh em đã bỏ hết xuống và làm lại, bây giờ lại cho lên tiếp đây này, là cao bằng với lại cái thanh này luôn. Đó. Các bạn nhìn thấy rất là nhiều cây xà mới nha, cây xà này là xà mua mới hết đấy. Cho nên chỉ tập tít đúng đấy nó cái đó, chỉ tập tít cái cái. Chỉ đi mà đại, cho ai ôi cho ai có từ là như thế mà. Bây giờ sẽ cho mấy cái tấm gỗ ép này lên nha các bạn nhé. Mấy gỗ ép này thì chục tấm. Rồi, vì 6 tấm là đến cái trên kia mà xuống xóm. Đến đầu ở trên mà. Giờ lia mà, phần ra mà. Thông rồi. Họ đập lúc phát ra. Đâu rồi. Chú biết là số chê đi đâu. Chú đứng lại cái to gì? Đứng lại cái to gì? Cái xà này á? Xà này kéo lên trên tí gì? Cái đầu cái nó gối luôn một cái xà xà xin này. Đúng rồi, đúng rồi. Đúng rồi. Giật chú thôi mày mẹ. Kéo kéo đi nó, kéo đi nó. Đấy, rồi. Trong đấy. Tờ thế. Tờ đi tờ chú. Đấy. Trong là trái này nít đấy chú rồi phải không? Trái này á. Ở đó là gì thế của. Chính chứ. Nếu mình chưa chỉ tập tên đi rồi. Bố chưa bố. À. Đây do mấy cái cây này là cây mới hết và lấy được cái mặt phẳng nên là rất là phẳng luôn các bạn. Ăn cái sàn này không? Kéo vào tí. Rồi. Kia phải có hai người. Ủa, trên là phải hai người đi. Bây giờ lên cao rồi cho nên là phải có hai người để chỉnh các bạn này. Ôi, chị Châu đi. Tông, bắt tông đấy. Chị Châu đi. Chị Châu. Có chúng này bắt đi chị Hồng Tông mà đi. Ôi, anh với trưởng xóm cùng nhau là một cái thang như này á. Cái thanh ngang thì nhỏ xíu. Đấy, đóng luôn cái trần cho anh Lư để trên cả tuyệt vời luôn này các bạn ơi. Ngôi nhà có thể lắp được cả cái quạt trần luôn cũng được. Không được đâu, phải nhấc cái đấy lên thôi. Trưởng xóm để cái xà đấy vào trong tí. Buộc hay sao ấy? Buộc bên kia rồi. Chưa đó, các bạn nhìn cái trần bên dưới này nha, rất là kín luôn và không còn cái những cái vết dơ bẩn như sáng nay các bạn xem cái video nữa này. Sáng nay thì nhìn rất là bẩn và mình khắc phục như thế này thì có thể gọi là sạch nhất có thể cho anh Lửu rồi. Kể cả bên cái mặt bên trên có bẩn đi chăng nữa thì không có bị rơi xuống dưới này và không có treo tùm lum ở bên dưới cái mặt trần này các bạn ạ.
Đấy rất là kín luôn nhá. Không có hở một tí nào luôn. Cái xà cũ là hơi dài nên phải bạc đi một tí các bạn ạ. Bạc cái đầu này một tí để cho ngắn lại này. Cái gỗ đấy cũng khá là cứng đấy nhỉ, anh trưởng xóm nhỉ. Nó khô quá ấy. Lâu lắm rồi, cứng. Con dao nó còn không chặt nổi. Đây bạn nhá, sau một ngày làm vất vả cật lực mấy anh em tập trung làm ấy thì hôm nay đã bưng xong hai cái vách đây. Xong cái vách bên này bây giờ bóng loáng rồi các bạn này. Cái trình tường thì là tường mới đét luôn các bạn, và khít kinh khít luôn các bạn này. Hở thì nói chung là vẫn có cái đồ hở nhưng mà rất là nhỏ thôi. Đây là cái ngang chính giữa này, các bạn nhìn không, bức tường này. Đấy, rất là đẹp và rất là bóng luôn nhá. Hở nhưng mà hở rất là nhỏ thôi, chứ không có hở to như lúc đầu nữa. Như thế này thì đảm bảo an toàn và chắc chắn cho ngôi nhà của anh Lử luôn các bạn. Thì hôm nay mấy anh em cũng làm không có ngồi nghỉ nên là rất là vất vả, rất là mệt. Bây giờ cũng đã gần 5 giờ rồi, mấy anh em cũng chuẩn bị thu dọn đồ đạc rồi là nghỉ, ngày mai làm tiếp nhá. Mình cũng xin phép và khép lại video tại đây. Các anh chị đừng quên theo dõi video ngày mai nhá. Bây giờ xin chào.